Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Hoàng Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với vườn của chị Vân, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số giống mai hết cô chú. Cây chuẩn bị chơi Tết 2023 luôn cô chú anh chị nha, với lại một số giống về mình có thể cắt bo ghép hết cô chú. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị Vân ạ. Liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Vân giúp em với cô chú nha. Dạ vườn của chị thì rất là nhiều loại giống mai nha quý cô chú. Dạ đủ loại, giá từ vài chục ngàn cho tới vài triệu luôn nha cô chú ha. Rồi bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Vân luôn ạ. Rồi em xin chào chị Vân ơi. Rồi em chào chị, chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang nha. Hôm nay em tạo lại với clip có giao lưu một số mai lấy bo với mai nuôi Tết á. Bên em có thỏ hương với lại cúc tây thi, cúc cam, rồi cúc đại đó, cúc vua với lại cúc không nhị hoàng huyết long. Đầu clip em xin giao lưu một cây thỏ hương. Dạ bữa nay mình giao lưu khá là nhiều loại cúc luôn nha với cô chú anh chị nha. Rồi đầu clip là một cây thỏ hương ghép phong mai K1 nha. Dạ. Tiếng nôm luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số nha bà chủ. Quanh là 14. Dạ mình được 14. Chiều cao là 112. Tán ngang là 60. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 1.600.000. Dạ 1.600.000. Em bao phí vận chuyển nha cô chú. Rồi, em đỡ cao luôn nha. Dạ mã số K2 nha mấy cô chú. K2 là một cây cúc thọ hương. Dạ. Hình thú ha. À, cây này có dáng rất là có duyên nha mấy cô chú anh chị. Mình ghép được 4 bo luôn ạ. Dán nó khum khum luôn nha. Rồi em xin thông số luôn chị. Quanh là 14. Dạ 14 quanh. Quanh cũ là 33. Dạ. Chiều cao là 63. Tán ngang là 80. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ 1.300.000 nha cô chú anh chị. Thọ hương chế đẹp luôn ạ. K3. Dạ mã số K3 là một cây cúc tây thi. Dạ cây này chân dài luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, nhìn rất là có duyên ha. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Dạ cây này mình ghép được 3 bo luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành là 12. Dạ. Hoành cũ là 54. Dạ. Chiều cao là 64. Tán ngang là 66. Cây tây thi này em giao lưu với giá là 1.200.000. Dạ 1.200.000 một cây cúc tây thi ghép già bo luôn hết cô chú anh chị, đến đẹp luôn ạ. K4. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương. Dạ cái này thân lắc nha mấy cô chú anh chị, đế ngơm luôn ạ. Cây này em đôn tàn lại nó ra được cây 2 rồi nha cô chú. Hoành là 10. Dạ. Chiều cao là 80. Tán ngang là 50. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1.100.000. Dạ 1.100.000 nha mấy cô chú anh chị, cây thân mát luôn nha. Dạ
gà bo luôn nha quý cô chú. Dạ rồi. Dạ, mã số tiếp theo là K5. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương. Cái này đều tàn luôn cô chú anh chị ha. Dạ, dáng trực thế ngơm luôn ạ. Mình ghép được 4 bo nha quý cô chú nha. Dạ rồi, em xin thông số luôn nha bà chú. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 65. Tán ngang là 47. Cây thảo hương này giao lưu với giá là 1,1 triệu. Dạ. Rồi, 1,1 triệu được hết nè. K6. Dạ, một cây mini để bàn nha cô chú anh chị. Ghép cúc thảo hương phải không chị? Đúng rồi. Cái này ghép được một bo, cái đấy rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị. Hoành là 8. Dạ. Chiều cao là 40. Tán ngang là 50. Cây thảo hương này em giao lưu với giá là 450. Dạ, 450 nha quý cô chú anh chị nha. Em giao lưu là một cây cúc Tây Thi. Dạ, mã số K7. Rồi, cây này là vô chậu đẹp đẹp để bè là ngon lành luôn nha mấy cô chú anh chị. Đó, mình ghép được 4 bo luôn nha. Rồi, em xin mã số nha bà chú. Hoành là 14. Dạ. Quỳnh củ đế là 33. Dạ. Chiều cao là 63. Tán ngang là 50. Cây tây thi này em giao lưu với giá là 1,2 triệu. Dạ, 1,2 triệu một cây cúc tây thi. K8 phải không? Dạ. K8. Em giao lưu là một cây bạch mai đọt hồng. Rồi, cây này à, đế nó cũng quái quái nha mấy cô chú anh chị. Dạ, mình ghép được 5 bo. Dạ rồi. Quanh là 17. Dạ. Chiều cao là 47. Tán ngang là 48. Cây bạch mai đọt hồng này em giao lưu với giá là 1,1 triệu. Trước khi tao lên K9. Này, K9 là một em chân dài luôn nha quý cô chú anh chị. Là một cây tây thi. À, tây thi chân dài luôn quý cô chú anh chị nha. Cây này mình ghép được 4 bo già luôn hả? Rồi, em xin thông số nha bà chủ. Hoành là 12. Dạ. Hoành cũ là 36. Dạ, chiều cao là 59. Tán ngang là 65. Cây thọ hương này, ủa lộn, cây tây thi này em giao lưu với giá là 1,2 triệu. Dạ, 1,200 triệu. Cúc tây thi đến nơm ha, sỏi cao luôn nha cô chú anh chị. K10. Dạ, là một cây cúc thọ hương. Cây dáng trực tàn thông luôn nha cô chú anh chị ha. Cái bo ghép nó già bo luôn nha cô chú anh chị. Cây này tết chơi bông rồi rất là nhiều luôn hả. Hoành là 11. Hoành 11. Chiều cao là 79. Tán ngang là 38. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1,1 triệu. Dạ, 1,1 triệu.
Là một K11 là một cây thọ hương. Thọ, thêm một cây thọ hương nữa. Và một cây cúc 7 tầng. Dạ, hai cây thọ hương với lại một cây cúc 7 tầng nha cô chú anh chị. Combo mai giống 3 cây luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi, em xin thông số luôn ạ. Cây thọ hương thứ nhất là cao là 38. Dạ. Cây thứ hai là 39. Và cây cúc 7 tầng cao được 62. Ba cây này em giao lưu với giá là 300 bao phí ship. Dạ 300 ngàn nha quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo cũng là một cặp mai giống luôn ha cô chú anh chị. K12. Là một cặp thọ hương. Cây này lấy bo khá là nhiều ha, tàn nó cao rồi nha quý cô chú nha. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Cây thọ hương thứ nhất cao là 61. Cây thứ hai là 73. Dạ. Hai cây thọ hương này em giao lưu với giá là 300. Dạ một cặp 300 ngàn nha quý cô chú anh chị. Cây này giờ mình lấy khoảng một mấy 20 bo luôn nha quý cô chú. Dạ rồi em đổi luôn nha. K13. Dạ mã số K13 nha quý cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương ghép tàn. Dạ. Cây này cái bo già hết trơn rồi cô chú anh chị. Tết này mình chơi bông khá là nhiều luôn cô chú ha. Có đế đều luôn nha. Dạ rồi. Hoành là 15. Dạ. Chiều cao là 84. Tán ngang là 46. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 950. Dạ 950 ngàn là mình có một cây thọ hương với cái phong mây tàn nha quý cô chú. Cây này già bo đang đi cơ độc rất là mạnh luôn cô chú ha. Rồi em đổi luôn ạ. Dạ tiếp theo là một cây thọ hương nữa nha mấy cô chú anh chị. Cây này thì phun lùng tàn tròn luôn ạ. K14. Dạ mình ghép được 5 bo. Đế nơm luôn nha mấy cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha. Quần là 15. Chiều cao là 65. Tán ngang là 55. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 1.200.000. Dạ, 1.200.000. Một cây dán trực đến hơn nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo mấy cô chú anh chị. K15. Dạ, một cây cúc tây thi hả bà chủ? Đúng rồi, cúc tây thi. Cây này già bo luôn rồi cô chú anh chị, em thấy đang ôm nụ luôn á cô chú. Dạ, mình ghép được rồi. Ba bo đế nơm luôn nha. Dạ rồi em xin thông số luôn nha chị. Quành là 14. Dạ. Quành cũ đế là 58. Dạ rồi. Chiều cao là 63. Tán ngang là 75. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1.200.000. Bỏ lộn cây cúc tây thi. 1.200.000 cây đế nơm để bàn hả cô chú anh chị. K16. Dạ, tiếp theo là mã số K16 nha quý cô chú anh chị. Là một cây khúc thọ hương ghép tàn. Thọ hương ghép phong mai tàn. Cây này nhỏ gọn dễ chơi dễ chăm nha quý cô chú anh chị. Hoành là 10. Dạ. Chiều cao 70. Tán ngang là 55. Cây thọ hương này em giao lưu với giá là 700. Dạ 700 ngàn cây cúc thọ hương hả cô chú anh chị.
ca 16 hả? Ra ca 17. Ca 17 em giao lưu là một cây cúc thỏ hương để bạn. Cây này lùng tàn trầu luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ mình ghép được ba bo. Cây nào cũng có đế quái hết cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 28. 8.000 là 45. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 450. Dạ. 450. Rồi. Em đổi nha. Dạ, tiếp theo cũng là một cây cúc họ hương mã số K18 nha mấy cô chú. Cũng là một cây họ hương để bàn nha cô chú. Dạ. Nhỏ nhỏ nhưng mà có đế dễ thương ha cô chú ha. Dạ rồi. Hoành là 9. Dạ. Chiều cao là 38. 8.000 là 43. Cây thảo hương này em giao lưu với giá là 450. Dạ. 450 ha cô chú anh chị. Rồi. Quý cô chú mình đồng ý cái nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Vân giúp em nha. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề ạ. V19. Dạ. K19. Em giao lưu là một cây thỏ hương ha. Cây này em đôn tàn và nó lên được 2 cây. Mã số K19 nha quý cô chú. Cây này mình ghép được 2 bo lớn luôn ha. Dạ rồi em xin đồng số luôn ạ. Hoành là 14. Dạ hoành được 14. Chiều cao là 49. 8.000 là 46. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1 triệu. Dạ, 1 triệu chẳng luôn rồi chú anh chị nha. Rồi. Dạ, mã số K20. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương. Cây này đều tàn luôn rồi nha mấy cô chú anh chị. Phân cành nhánh ra rất là đều luôn nha. Mình nhớ được 4 bo. Quay dữ bà chú. Cây đế khá là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đây rồi. Rồi em xin ông số nha. Hoành là 14. Hoành cũ là 44. Chiều cao là 57. 8.000 là 47. Cây thỏ hương này em giao lưu với giá là 1.100.000. Dạ 1.100.000 nha quý cô chú anh chị. Một cây thỏ hương đế đẹp dễ bàn luôn cô chú nha. K21. Dạ mã số 21K nha quý cô chú anh chị. Em giao lưu một cây thỏ hương giúp tàn. Dạ cây này thân lắc luôn quý cô chú nha. Có đế không ạ? Giờ em xin thông số nha bà chủ ơi. Hoành là 12. Dạ. Chiều cao là 74. 8.000 là 46. Cây thảo hương này em giao lưu với giá là 700. Dạ 700.000. K22 là một cây cúc đại đó. Cây này cái đường thân nó lắc nhìn có duyên lắm nha cô chú anh chị. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà có bộ đế nơ luôn nha. Dạ rồi. Quỳnh là 8. Chiều cao là 59. 8.000 là 49. Cây đại đó này em giao lưu với giá là 700. Dạ 700.000 một cây cúc đại đó. Nhỏ gọn thân lắc luôn cô chú anh chị. Cây đế nơm luôn ạ. 22. Ba hả?
K23. Giao lưu là một cây cúc không nhị. Dạ. Cây này ấm tàn luôn nha quý cô chú anh chị. Bo già đang đi đòn rất là mạnh luôn nha quý cô chú anh chị nha. Rồi em xin thông số ạ. Cây này đế khá đế luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành là 10. Chiều cao là 59, tán ngang là 63. Cây này em giao lưu với giá là 700. Dạ, 700 ngàn luôn cô chú anh chị nha. Một cây không nhị. Rồi K24. Dạ, mã số K24 nha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương. Cây này em ghép được 3 mùa rồi cô chú. Dạ, hai chọc ghép mà có bằng ngón tay út luôn nha cô chú anh chị. Đế có đế luôn nha. Rồi em xin thông số nha bà chủ. Hoành là 12. Chiều cao là 74. Tán ngang là 61. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 600. Dạ, 600 ngàn nha cô chú anh chị nha. A25. Em giao lưu là một cây cúc VIP, còn gọi là cúc ti kỷ. Mã số K25 nha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 4 mùa. Dạ, phơm tàn dù lùm lực luôn quý cô chú anh chị nha. Kính tàn hết trơn nha quý cô chú. Bo ghép nó muốn liền cái trộn luôn nha cô chú nha. Hàng này chơi Tết là quá ngon lành luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Trời ơi sao mày vô đây? Hoành là 28. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 100. Cây cúc ti kỷ này em giao lưu với giá là 5,5 triệu. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip của em. Cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.